Có mua không mà đứng đấy lừa hả? Có mua không mà đứng lừa à? Bây giờ thôi đi ra đi. Phải đặt điện thoại mới. Mua quần áo à? Bộ đi xấu lắm, cái đó xấu lắm, đi đi. Nè, em đi mua quần áo này, để coi lựa được cái gì. Có cái loại áo khoác có tay nghe trước kìa. Đông rồi. Cuối tuần đầu tháng đông thế này. Khu này giờ tập trung toàn người Việt là chính. Đủ cái loại quần áo luôn. Anh cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin sớm vòng tay mở rộng và dẫn người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ lên lòng nức nở. Thương còn đi yêu thì chưa đến. Đêm gọi tên tình chưa đổ bên lẻ mô mà tìm. Cô đơn thoáng bước trong hồn, giá bút về tìm sao rơi cuối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, số hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Bắt này hả? Rồi cũng được. Rồi em với thằng kia đi bên kia về em kia. Thôi hôm nay gặp lại sau nha. Nha. Rồi rồi rồi, có dịp em lên đấy. Rồi bye bye. Xe đó cưng ơi. Đói. Đói hả? Chạy cái quán A Thi gì? Hả? Sao? Đó,
Ghế A Thiên cái đi. Ôi, cây thông Noel đẹp thế. Đang quay đây, anh đang quay đây, mùa Noel sắp tới rồi đi. Chụp không, chụp cho tóc đi. Chụp không, anh chụp cho. Chụp cho. Noel tới rồi, bởi vì vậy. Ủa đứng ngoài được rồi, đứng ngoài được rồi, không vô trong đâu. Đây này, đây đợi, đợi, đây đợi. Đứng đây nè. Anh em hả? Rồi rồi rồi. Được rồi, có luôn rồi, luôn rồi. Đông vui này, cho mình Noel nó khác phải không? Nhộn nhịp. Chụp xương cái lấy cái ảnh đại diện. Đéo lại chụp chụp ngang. Làm quen để lấy cái xuống. Xin prima. Sao giống giống không là sao ta? Áo này mua năm rồi, hôm nay mặc cái gì? Áo này. Mặc 2 năm nay rồi. Anh em đang xuống đường đường hầm để đi qua cái đường dây xe, đường dây xe nữa. Dây hả? Đang quay, đang quay. Phải thử cái này coi xong. Nét rồi. Ghê. Hả? Cũng tạm được 17.500. Mười khoai. Đâu? Ủ hộ. 54% để xem thử coi quay đoạn này coi sao. Chắc là ác hơn trước. Đi xe vậy luôn nha. Hả? Chạy xe vậy luôn nha. Chạy được. Được nhá. Được. Ban ngày đỡ, không đêm, đêm nó chết. Anh giờ anh có bảo vệ đâu, ăn uống xong rồi nó đỡ nó xuôi xuôi đi được về. Thì thế, bao giờ em xem chật coi nào về tính. Ban gì một thể. Chơi trước ví dụ nếu mà đo thì nó giảm hay gì đó. Xe anh gỡ bên đây nè. Là. Trước ga này qua lấy xe hay là ăn không ở đây qua đây lấy xe à? Ờ vậy đi. Yeah. Ô anh quay video à? Anh đang quay. Quen mà, quen không mà, trời ơi, gặp mấy lần rồi đúng không? Đây này, có mấy anh em đang làm bên từ thiện, giúp đỡ. Giúp đỡ mấy cái đồng bào mình gặp như hoàn cảnh khó khăn đấy. Thì em quay đây em đưa lên trên mạng có quyên góp được thì em quyên góp nha.
cứ này từ từ thế để em ủng hộ em quay đã. Anh Khai xin muốn rồi mình video quay không ăn khai rồi. Đây cái đời gặp này nó chạy mình không à, gặp mình quá nó chạy mình hết. Từ từ nó mới động. Này đầu tư thêm cái chống cung nữa. Có mua trong này không? Hay là đi thẳng qua kia luôn, thẳng qua thi luôn. Đi ngoài đi cho nó thoáng. Đây là mấy anh em bán cái khu này, khu bán đủ các loại đồ tập hóa này, quần áo này. Chủ yếu là đồ Việt Nam là chính. Người Việt Nam mình bên đây đông lắm. Không. Bởi vì mấy cái dịch vụ đó thì rất là phổ biến. Đèn